Võ Quốc Tuấn chào cả nhà nha. Bữa nay Võ Quốc Tuấn diễn kỹ năng bài ngửa cho các bạn xem. Tại sao gọi là bài ngửa? Bài ngửa là mình lật ngửa lên, mình diễn cho bạn xem. Khi bạn nào nói bạn úp á, thì mình nói mình làm dấu định dạng là bài tùm lum và quấn bài ngửa cho bạn xem. Bây giờ hiện nay thầy đang hàng chính, thế mình câu một bài, mình chẻ trong này mà. Như gì mình chẻ một cái tép này để lấy được đây hàng chính là thế nào? Đúng không? Hàng chính là mình cầm đây, kéo này nha, búng lại cho búng là nhạc, búng lại đây là hàng chính. Đó, thì trong đôn đương mình thích cái gì đó mình chẻ đây cái nè, đó như vậy đó, rồi xong chẻ xong gọi cho một bài tùm lum la, bỏ xuống cắt chồng lên đây, hay là cắt chồng hay bỏ xuống đây cắt chồng lên đây, đó như gì đây, rồi tùm lum la đây, thì không biết đâu bài đâu một bài cắt chồng lên đây, đây là chính là bình thường, thì đây mình chỉ là nếu mà quýt liên không lấy được đây là bài chính, đúng không? Mình thấy tốc độ mình đã diễn cho bạn xem nó phải lệ như gì, đó như đây là cái liên, đó là cái sáp nha, đó chậm cho bạn xem, đó gọi là quýt bài ngửa đây nè, ngửa thì mình phải hiểu được kỹ năng nó như thế nào. Bộ bài đẹp thầm lương, đồng lâm ra, đẩy thằng bồi. Thằng bồi thì đơn giản, mình hiểu là mình chẻ một cái bài, mình lấy được cái bài nó đơn giản rất là nhanh lẹ. Sao đọc các tốc độ đến là nhanh lẹ các bạn. Quý liên chín nút ba tay gì cũng kỳ kệ, nha. Rồi, thấy không? Rồi, thấy không? Bốn nhẹ mà thường đi xuống, bỏ xuống, chắc chồng lên đây. Đó, ảo đó, gọi là ảo đó, nha. Bài tùm lâm ra, chắc chồng lên, có qua, ngược lại đây. Thì đây là quýnh, nếu quýnh nhầm nhà chơi thì quýnh được 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Đó, nè, 1, 2, 3, 4, 5. Đúng là bài cái bon. 8, 9, 10. Đơn giản thôi. Gọi là tốc độ đó các bạn nha. Đây hàng chính đúng không? Nếu các bạn thấy cái video này rất là bổ ích, xem đây là một nghệ thuật, thì các bạn hãy nhấn nút đăng ký kênh và nhấn bấm chuông để theo dõi những video mới nhất của mình. Số điện thoại của mình là 0942 090079. Chào các bạn.